Tôn nhà mình lại dính bệnh quay trở lại rồi các bạn ạ. Mấy hôm mình mải đi tìm mun hết các bạn, nên mình không quay được video là đưa tôm đi xuống bác sĩ. Hôm nay mình đi xuống để thăm tôm các bạn ạ. Tôm lại nằm đồ chú ở trong đấy. Hôm nay là hôm thứ tư rồi các bạn. Con có một con này ta đi rồi. Đợt này nó đang dịch đó. Đây này con nào bị cho nên là ông nó lôi khử trùng với lôi hết ông hết này. Mèo kia thì không lây à? Không, không lây. Bạn ơi đấy. Bác sĩ bảo là bây giờ đang dịch chó ấy các bạn, dịch virus ấy. Từ hôm qua là mấy con ra đi rồi các bạn. Bắt đầu mấy con còn có đầu tất mấy con chuột, cũng có con cỏ con đấy á,
Cái này con này để tiêm phòng cho. Vâng, thế thì mèo của hai đứa trẻ con này mình. Vâng, em cảm ơn chị nhé.